Xin kính chào quý vị, xin kính mời quý vị cùng đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 12 tháng 3 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Cung Thương. Dạng sáng nay, giá vàng trong nước nối đà tăng và giao dịch hơn 82 triệu đồng một lượng. Hôm nay, giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nên biết được mức 80,2 triệu đồng một lượng mua vào và 80,22 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SGC đã được điều chỉnh tăng 700.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán. Tương tự Doji tại khu vực Hà Nội cũng được điều chỉnh tăng 700.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán lên lần lượt 80,15 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 82,15 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 80,3 triệu đồng một lượng và 82,15 triệu đồng một lượng, tăng 550.000 đồng ở chiều mua và 250.000 đồng ở chiều bán so với dạng sáng qua. Giá vàng thế giới nhức nhẹ với vàng giao ngay tăng 4,1 đô la Mỹ lên 2.181,5 đô la Mỹ một ounce vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.188,9 đô la Mỹ một ounce, tăng 3,8 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Giá kim loại màu vàng thế giới tăng nhẹ vào đầu tuần và giao dịch gần mức cao nhất từ trước đến nay sau đợt tăng kỷ lục vào tuần trước khi các nhà giao dịch tập trung chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để biết rõ hơn về đường hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Dữ liệu chỉ số giá cả tiêu dùng của Mỹ trong tháng 2 sẽ được công bố vào ngày hôm nay, 12 tháng 3 theo giờ Mỹ.